Anh lấy cái cho anh bình nước với. Quang quang cho em bình nước với Quang. Đâu đâu em đâu. Đây em nè. Bình nước, bình nước. Không hiểu. Không rồi. Anh có hai bình, đưa em hai bình luôn rồi. Ok. Số ít anh có rồi. Số ít anh có rồi. Lùi đi, lùi đi. Rồi, Nguyên mới bật lại là chim. Nguyên mới bật lại là chim. Bắn nhau kìa. Ủa đâu hết rồi? Đây. Đây, chỗ này này. Đây, hello anh em. Bot. Mình đang trở lại ở đây. Bot anh người không biết. Chào Phạm Thị Bích Thủy. Chào tất cả mọi người. Ê, cho mình nước đi. Đây đây, cho mình nước đi. Ờ, ok, cảm ơn. Ai lấy máu không? Máu nhiều quá nè. Chín bình máu. Cái đại như vậy, không phải đi nó vét. Đại này. Không biết tay mà kia nó vét. Quân đang làm gì em? Em vô mấy edit mấy cái yêu cầu, mấy cái câu hỏi gì mạnh quá. Okay. Hello, hello anh em. Mọi người thấy stream này hay thì một like, một share, một follow nha. Hello anh em. Nó hoàn thành kìa anh em. Anh em like, chia sẻ, subscribe, xé máy lần mình thì thôi nha. Trên đuôi có người anh ơi, trên đuôi có người. Nó thủ hoàn thành ấy. Giờ chạy qua đường rồi. Enemies ahead. Tôi có thằng con bùa mà. Tu quá là tao. Trời. Không sao. Không cần xe cho một follow. Ngu mất đi. Đó đâu rồi? Gì vậy? Boss hả? Kia boss. Có đang dưới Facebook mà. Giờ nó bắn đấy. Không, nhìn mất hết Facebook rồi. Tần kia rồi. Nè. Thư. Mẹ nó bắn tính nữa kìa. Công lên khu nhà anh em. Công khu nhà đi. Công lên. Nắp một rồi đó. Nắp về. Nắp không. Không. Đánh chứ mà 0 3 2 1 2 0 3 2 rồi. Đi đấy. Đấy bài. Thấy chưa? Còn anh nóng 1 công. Ủa bắn. Công lên. Tự anh. Đi bộ máy. Bên trái công mình này. Cuốn trường kìa. Lùi lại tí anh ơi. Bên trái nó công mình. Vì đang tưởng là người ai kia nó đang dính theo bằng nào đấy. Ông gì anh? Cái gì đấy?
Mình lưu cho nó gì tí. Hai team nữa. Ok. Nó bị treo khác bắn này. Chém trên bắn, trên đầu bắn. Nó xuống rồi. Cấm. Lùi ra đây. Ok. À, anh không có miếng nước nào luôn chứ. Có nước còn quăng cho anh một lon quá. À, giờ khó vậy. Có nước không? Không. Trên đầu kìa. Mày nè. Nói vậy. Còn núi kìa. Enemies ahead. Từ, ngồi im. Bò vào. Như lửa mà từ đây chưa anh đỡ được nguyên không? Như lửa cái nào vậy? Hả? Như lửa cái nào vậy? Cái này tự nhiên mà. Đi. Chạy thẳng bờ, chạy xuống cái nhà thế. Ủa, mày khó rồi ta. Ngay đây có người hả? Tiếng giống chân hả? Ở đâu vậy? Ờ, lấy khắn thôi. Xin lập về bên phía trái em được. Đông lắm. Được, chính hồ. Đạn em đi. Đằng sau anh ơi, đằng sau kìa. Bi rồi. Nó làm đó. Rồi, đai luôn. À, khó vậy ta. Bên tôi với chỗ nào? Không có nước. Bỏ máu nha anh. Rồi rồi. Rồi, có nước rồi. Mày chắc lát là thay đồ à, mát cái đồ giống như là mấy cái tâm di động vậy. K98 hay là lùng. K98 cũng được ta. Đây vẫn. Nóc luôn. Ủa kìa. Ủa vậy trời. Ta mát con người á. Bạn ấy con người. Bạn này con người ta mát à. Ta làm ra đây. Thể hiện đi em, dược top 1 đi, solo squad đi. Ok. Chạy không?
còn đi thế nào cũng có nguồn là cứ một thời để chút tỉnh đắp mắt lên đi chuẩy đi nhá. Nó lên đây người. Nó mát bật lít đây, nó mát, không biết cả. Không biết, bật lên. Nó làm game. Đâu rồi, đâu rồi, đấy nó mát đâu rồi. Phải đi lắm. Mọi người xem tôi nguyên nhớ lại chia sẻ phân loại nha, cho anh có động lực để lên thành tốt mình nha. Ai là kia cả đấy, tắt rồi, cái nó sẽ tắt. Hai em, hay quá. Hay quá. Hay quá. Ờ. Nằm cỏ luôn kìa các bạn ơi. Mát cứ ghét với cái nằm cỏ nha. Hay là top 3 các bạn à. Cái thằng nóc đó là bồ, nằm ngay bụi cỏ luôn. Quân nó đang xỉ nhục em kìa. Yeah, yeah, Quân xỉ nhục gì anh? Nó kêu hot, hot boy quận cam không được, không được top 1. Lâu. Anh Quang kêu Quân sửa lại cái tiêu đề đi. Quân, Quân ơi, sửa lại cái tiêu đề giùm cái Quân. Tiêu đề vứt răng ra. Thì sửa như bình thường á. Thì đó, thấy sao chia sẻ gì đó. Kiểu bắn mà cứ phải núp núp núp, anh cảm giác nó tù tù sao á. Hay lát nữa để anh tăng cơ cho. Má chứ bắn kiểu này nó... Ok anh. Ok. Này à, chung. Nói chung cái chế độ TB á, núp là chuyện bình thường các bạn. Đâu bạn, mẹ kéo nhiều cá cái gì. Ok, hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến kênh của mình. Mình tên là Visugoi. My name is Visugoi. Thank you for watching. Trời ơi, có fan nữ nước ngoài luôn kìa. Đã vậy? Trời ơi. Trời ơi, đẹp gái mà Nguyên. Đâu? Nguyên, Nguyên. Đâu anh? Đây nè, trời ơi. Trời ơi. Đó. Trời đẹp gái mà, người ta chơi game nữa kìa. Người ta có 2k follow luôn á. Em không có xì nhê đâu. Xịn. Đồ quá xịn, quá xịn.
Không, đẹp gái thiệt. Em có muốn đi nước ngoài không? Đưa về đây đi. Đưa gái nó phải khác chứ anh. Đúng không anh Duyên nhỉ? Thể hiện đi em. Khác rồi. Lát nữa bắn xong đi bắn ca này. Đi rửa mặt cái đã. Cho tình. Một vào lầu. Mày đi một. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Các anh em bị gọi là thiếu thiếu đồ. Thiếu đồ ăn nên là tìm mẹ cái tam ba buri gì đó là bạn này sống ở đâu vậy ta? Thứ 285 nó bắn nè. Bạn này không có ở quần cam rồi em ơi. Không có đạn, không cốt tụi. Nhìn thấy mà. Đúng không Quân? Đây đây không bắn thằng. Chết info đi. Chết info đi, địt mày đẹp gái mày cứ. Trên đồi ấy, trên đó. Thấy không? Giống cốt cho bắn được. Bạn này ở gần lắm Nguyên à. Bạn này anh nghĩ ở gần ở đâu Malay, Indo vậy thôi. Em cố gắng đi, anh tài trợ vé máy bay cho. Cố lên. Cố lên. Các bạn ơi, cho mình một cái follow, một cái share, một cái like nha. Bây mình càng lớn thì sẽ có nhiều custom. Con đá. Con đá ngay cái con đồi đi. Bạn ủng hộ mình nhé. Đấy, thế. Đó là con đấy. À, thế không? Ra xuống rồi, ra xuống. Thì dắt vô bắn nè, tôi nhường slot cho. Nó chạy dưới hầm anh ấy. Dưới hầm nhà đi. Trên tầng 2 nhà y anh ạ. Nhà y anh chết làm chứ. Đúng rồi. Trên tầng nhà 2 nha. Ở đây là cái tay không? Thử. Để trọng cho ngươi nè. Đây, công ơi. Dạ. Ngươi có 2 thằng rồi. Ok, mặt chết. Lâu. Công lên. Ây da, hướng 2 lên 5. Bắn đầu đấy, đi về đây. Ngay chỗ mấy cái thùng. 2 lên 5, ngay chỗ mấy cái thùng. Bắn. Nó bắn rồi. Có máu không? Quăng cho cục với. Gần chết. Đâu rồi. Trước mặt em đúng không? Hai lên 5 đó. Trước mặt em hôm đấy thì Hai tầng có gì anh? Ok. Ô
Thuộc cơ. Không bài không nào. Qua không em? Qua rồi, qua rồi anh ơi, qua rồi. Bắn chết một thằng đây rồi. Nó không chết chưa? Thế đồ nó ở trên giá. Tụi mới lộn nhờ nó luôn, nó chia ra ra hết thằng ấy. Đúng rồi, nó ở nhà ở tầng này nè. Tao một cái lựu đạn là mày đây, chết. Đây, để em nguyên chế lựu đạn cho nó. Chết chủ quân đây. Ông bắn chết thằng nào chưa? Rồi, rồi, rồi. Đây đi, lượng. Ông bắn chết thằng nào chưa? Đây lượng. Công vô. Ông bắn chết thằng nào? Không nghe kịp anh em. Chạy vào đến nơi nghe anh bảo bom. Ô cảm ơn Tengu nha. Cảm ơn Tengu rất là nhiều. Ok, cảm ơn ai đã like, đã chia sẻ, đã follow giúp cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi mấy ông đua hết mẹ đàn xanh. Đây đây anh em, đây ở ngoài này. Nó chết rồi. Và đu sát tính đỏ ở trên núi gần mình kìa anh ô oh, wow. đây lên luôn tôi đang bắn thằng kia đó là chết kia rồi một thằng rồi à kia là chết sớm á à kia đi kiểm tra mình nên sẽ bắn cái này không tao chạy xuống ở cái bản dùng LG kìa, ai bắn LG kìa quân sao em quân đi cái gì đó các bạn thấy hay like share lại sửa cái tiêu đề kìa sửa rồi mà vậy ghi cái bình luận này để ghi Tôi bắn đấy, trăm rồi lặn đấy. Tôi bắn đâu? Tôi bắn được chưa được. Anh đêm mà, bắn đâu? Đi ba. Dạ. Bắn rồi. Bắn rồi. Bắn rồi. Bắn rồi. Bắn rồi. Sao nha, cha hay gái gì là Nguyên cũng đớp hết nha anh em. Đớp ở đây là đớp sao nha, như vậy đớp người nha anh em đừng có suy nghĩ lạ. Bên lộ anh cha hay gái gì là đớp sao anh Nguyên là động vật. Anh Nguyên là động vật ăn tạp với các bạn. Anh ấy có xe không rồi? Ờ thấy rồi. Anh ấy có xe lên nhà thính này. Thấy dừng chưa? Ở dừng rồi cả. Má vãi cả tên. Bạn đã tiêu diệt giải. Hôm trước nè. Phải nói tên nó là giải. Đồng thanh ra rồi. Này có SLR nè. Ôi giời ơi, ai rồi đâu? Chết kìa, bơm máu lên. Ấy, lấy rồi anh. Ok rồi. Một con lấy rồi sao? Ở đi trên máy các bạn à? Đây đây, giảng tay ra rồi. Ôi, có người. Ở đâu vậy? Yếu rồi, ngay cái bạn. Trời, sao cháu vậy? Bắn gì mong chết các bạn. Nhà lại bắn thêm một. Ai chọc luôn nha. Nó tông xuống rồi. Nó tông xuống rồi kìa. Nó xuống rồi. Nó xuống rồi kìa. Bên phải. Nó xuống rồi kìa. Ở dưới nữa.
Ồ, ô gì ghê vậy? Má bị đè nó quần chôn. Ừ, gì ta? Ok, hello mọi người. Hello everyone. You will show this dream. Okay, you will show this dream. Please like, share, or follow. Thank you. Mới tìm được. Ủa đâu hết rồi? Lâu quá trời. Đây em đây. Yo. À, để Nguyên ghi luôn cho rồi, đợi lâu quá. Hôm nay kiếm tôm hài dễ quá hả anh? Nhưng mà à, rõ ràng là mình bắn trước, bắn nó yếu cực kỳ luôn. Nó quay lại bắn mình chết. Để hiểu tại sao. Ok, cuộc sống mà. Biếm. Nãy anh, nãy có thằng đứng trên đó, bắn nó, bắn yếu rồi. Nó quay lại bắn này, nó quay lại bắn này, nó quay lại bắn này. Các bạn like, bắn đi các bạn nhé. Chị nhớ một tí đi. Trời ơi, sao giờ bắn cái chế độ theo về này chỉ muốn giết chết người mà không làm. Mình là nguyên chó điên mà các bạn. Điều mình kiên nhẫn không. Mình là nguyên chó điên. Ờ anh mệt mệt cái núp núp. Thiệt hồi nãy fan của con bé hồi nãy nước ngoài Malaysia qua Malaysia ở đi em. Sao em lại rơi ra ngoài này? Tao tỉnh phân một cái đâu rồi. Quên chưa follow. Tao đứng trên đồi nó. Cây bắn giữa nó chết. Cây của nó chết. Bất cam trên nhà y nhiều quá. Mở hơi tư nè. Xin. Cho nó 8.000 vàng. Chính một. Bỏ lấy đi em. Đi, nhà kia rồi. À, đi,
má không có ba lô này chứ. Ba đồ rồi, nhà. Đó. 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 Trên 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 đây rồi. Công luôn luôn, quay quay đi, công luôn quay quay. Đi đi, lên 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 lên. Lên đường này nào đúng rồi, nó nằm ở bên trái nha, để em đi đường này. Hàng quen. Hàng quá quen ơi. Lê cái thằng nó nhảy ra ngoài tiền tiền lắm. Ủa mấy thằng đưa gì đâu à đó ra mắt bắn thì bắn vậy mày e cho rồi qua ba đấy coi chỗ nào bắt tiền bắt còn đó là bắt luôn. Hết chưa ta? Ok các bạn thấy hay thì follow nha các bạn. À, trong nhà giờ thành công rồi đúng không? Cam tự tin như vậy bởi vì đây là sân nhà. Cam is my home. Anh em nghe có thấy hưng phấn không nè? Bây giờ này chắc là anh em đang muốn bắt rồi ha. Giờ này chắc chỉ còn anh em nước ngoài thôi. Cái 98 này em. I got supplies. Em coi. Anh đang bắn cây 98 hả? Đúng rồi. Ủa nãy mới nghe thấy tiếng đổi mờ 24 không anh đưa đổi mờ 24 không anh lấy mờ anh đưa mờ 24 ra đây đưa em đi. I got supplies. Mũ ba kìa, mũ ba ngon vậy, có hai cái xúc xích nè, xịn. Lấy xúc xích đâu, lấy luôn R. Ok đâu mũ ba đâu em, mũ ba dưới ha. Người nước ngoài đồ ông ba đâu nhà giáp ba mà chúng tôi bắn nhau kìa. Thấy nhiều bắn tính trên rồi à, cái chế độ TV này á mình di chuyển chỉ chưa có khôn khéo lắm các bạn, tại vì mình hay chơi ở chế độ FPP á. FPP là mình di chuyển mình đâu có sợ mấy người mà ke ke trước mình đâu, mình di chuyển cái một. Nhưng mà mấy cái game này TB thịnh hơn nên mình sẽ tập chơi TB à, mặc dù có lúc đẩy ngu thì các bạn thông cảm cho mình nha. Xúc xích AR này em, dư một xúc xích một còn combo AR đây, đưa em cái xúc xích hai hai em trả cái combo nè, đưa xúc xích. Rồi anh có con bê rồi. Ok. Nãy em bắn thính ở hướng 185 á anh em. Thấy mà. Qua không? Đi. Cũng mới đi à. Qua thì đẩy luôn đi. À.
SBB với TBB nó đâu liên quan gì đâu mà giật không? Đó, bây giờ thấy người rồi kìa. Hay quá bây giờ. Boss hả? Boss là boss này. Kìa thính hướng S kìa. Ờ, xa lắm, không gần đâu. Hello Hiệp. Bút răng à, ta gọi Optimus bị bỏ chết mẹ giờ. Ai nồi. Tiếu vậy. Rớp FPS hả? Ông mình thấy bình thường mà. Máy mình chơi đâu bị rớp FPS đâu. Nếu mà rớp FPS thì chắc là do đông người quá, game không có tu nổi thì rớp thôi. Rồi, em chơi 1080 thì làm gì thấy rớt. I got supplies. Mua quýt nên. Thì đó. Wow, có gì chắc. Tin một cái X6 đi chứ hả? Trường im re vậy em, nói chuyện gì vậy em, mít ổn hay gì? X6 em đang cầm nè. Alo Trường ơi, xe em cầm vậy? Em bắn đi chứ. Em đi anh ơi. Xe em re vậy em, có đúng hả? Hai cái giảm thanh ở đây luôn nè. Thanh gì SR? Không phải, mít mít hơi ổn. Không sao em ơi, nguy rồi. Sao đâu, ổn xe không sao. Ờ, rất tiếc là Nguyên không biết chơi lỡ là Quân ơi. Nguyên không có bú phèm được. Giờ Nguyên thích bú phèm em gái mới lớn có được không? Đi cho bò đi đi. Ổn xíu. Cái gì kéo thời ra sơ một chút. Thì cái thằng thì cái thằng Optimus đó, tố bậy nó kỳ thuê. À anh biết cái vụ đó mà. Thì cái thằng mình đang hát luôn. À chị Đạt ơi, mình đang bắn giả lập nha. Ồ, cảm ơn Zack Parker nha. Zack Parker trả lời giúp mình luôn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở đây chỉ có bạn Zack Parker là comment nhiệt tình nhất ngày trong ngày hôm nay. Rất là thích ai nhiệt tình nha. Còn không mau. Chúng tất gia cho anh Quang Thông. Hello. Nô má. Còn không mau chú tất gia. Nó bắn đấy nha. Nó thấy có xe đến kìa. Ê, đùa con này. Có xe đến kìa. Bắn luôn. Ok. Thanh niên kia tên gì để biết được. Bắn đi, bắn đi. Rồi con tên là Xuân Tú. Tú Xuân. Các tên Tú á. Các tên Tú á. Điệp Liên Tú. Tên Xuân. Nãy mới nói là con gái mà. Con gái thì tên Xuân. Xuân tên Tú rồi. Ôi trời. Cái kiểu gì người tên Tú á. Dạ. Mắt đi nhanh. Dạ, Tú quá là. Tú quá già gà lắm. Hay người ta hỏi. Người ta hỏi trai gái là Tú trả lời gái liền à. Ghê lắm. Đâu á. Enemies ahead. Mắt nhặt cái này chứ đi. Tú. Tú đang đàn. Đi nè. Tú. Ô. Thằng giờ. Ma lắm, khoa tay cái quá. Khoa tay cái quá là sao? Kho kìa. Ok. Enemies ahead. Em ơi. Trong kia mình có cái bạn Xuân Tú á. Bé rùa con này bắn sniper cực kỳ tốt, cực kỳ gắt. Chết rồi. Chị Tú bắn.
Kìa góc đá kìa, đá đá gần. Chết luôn rồi. Đá nóc. Hai bên thay đổi nhà của chú đi kẻ thật nha. Có là ở dưới mép 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 của đập này á. Mà thích đứng nhìn không? Ôi sao luôn kìa. Công lên luôn. Cầm này có người anh ạ. Từ từ chiếm chiếm ở trước mặt đây đã. Enemies ahead. Trời ơi, rồi đó. Tôi nằm có luôn anh em. Ngay cục đá, ngay cục đá. Ngay cục đá yếu rồi. Ngay cục đá trước mặt anh luôn nè. Rồi cướp, 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 cướp. Bò sáng vào. Bên kia. Enemies ahead. Cái hướng nhà kho 220 đó, tìm khác, tìm khác. Anh em nhỉ? Quên mất tên anh số 3. Rồi sao em? Em ném kìa. Ném ném cái smoke của chỗ em, xin ném smoke á. Không bọn kia bắn. Anh không có trái smoke nào hết. Anh không có trái smoke nào hết. Ở đâu vậy? Hướng nào? Đâu vậy ta? Chết rồi, anh bắn chết sống chưa? Đấy, đeo ạ. Chết rồi. Cái lên tảng đá ra đi anh. Nó cứu ông bạn nó rồi. Đi Thank you.
Đi mò chơi bồ chạy xuống gần tiền gặp bà đấy. Thôi bò đi em, mình làm người bình thường đi. Em nghĩ anh nên nằm ở dưới cái tảng đá núi đá này. Đây à? Là núi đá trắng nằm dưới đấy, nó không nhìn được. Nằm đây được rồi. Nằm đây cái ba lô của anh nó cao quá. Không anh cởi cái ba lô ra đi, cho mình tập nhập ba lô 2. Và anh sang kia nhập ba lô 2. Ba lô ấy mà thôi thôi. Tập từ lâu thế này, tập từ nhiều không phải. Đâu mà này. Đúng rồi đấy. Đúng rồi anh ạ. Vào đây, vào đây. Tôi sợ cái đường sau anh. Trong nhà nè. Đừng múc nhau với nó em ơi. Lấy top 1 được rồi. Ok. Giờ tụi nó có đèn ở ngoài bò. Ờ, một tên chạy lên, hai tên. Mặt của anh này. Ô, đây, đi làm, ba tên. Để ý bên sầm mốc anh, sầm mốc vừa lấy. Nhằm là trẻ. Còn thích lòng thanh tôi. À, năm đạn dài đấy. Bị chết rồi, bị chết rồi. Rồi thắng. Rồi chết rồi. Chết rồi. Né xe cục đá đó đây. Mình đang ở còn một thằng ở trong cái nhà trời đó mà. Mình cầm mép bo mình cam được đó. Nó phải chạy bo. Ba cục. Ờ, dưới cục đá kìa anh ơi. Rồi. Cứ đứng nét bò này mà sấy thích. Tại vì một win đi chúng ta là một con đèn. Đứng xong. Rồi. Quá ơi. Rồi, nó nằm cỏ rồi. Mui quá ơ. Tính quá. Mui quá. Đi nằm cỏ rồi. À. Tính nhớ, tính nhớ. Răng này bắn 10 mạng. Thế mình nãy giờ phải chụp cái top 2 rồi. Ờ rồi, thấy chết chết rồi. Trời ơi. Bắn cái map này toàn là bị nằm cỏ mà. Ơ nó nằm cỏ. Không hiểu sao mấy cái gần bò cuối á em không thể nào mà em nằm im được. Khó chịu lắm. Thả bắn. Ok, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay thì cho mình một like một share nha. Bây giờ là full slot rồi. Ờ, hên quá. Hello, chào Minh Chiết. Alo, nghe mình nói gì không? Có nhỏ không? Hello.
Những ai hồi nãy Trần Đạt nè, Trần Đạt đưa cho mình cái ID, những ai muốn chơi chung với mình cứ để lại cho mình cái ID nha, để mình các bạn nha. Rồi vô. Anh chưa em ơi. À là do răng răng cao map xanh hốc cộng ít điểm nên hack nó ít. Ừ, có thể. Hiện tại bây giờ bạn Nguyên đã có 535 sao. Đã vậy? 5 đô 5,35 đô. Xịn xịn xịn. Anh nghĩ là em nên lấy cái đó em mua skin em mặc vào. À ok. Skin à? Được. Ok. Tại vì bữa anh với Quân thống nhất là lì xì em skin chứ không phải là chuyển khoản. À, lì xì skin tốt rồi, em đâu phải nạp đâu, đâu phải mua. Nhưng mà bữa chuyển khoản rồi nên em tự đi nạp đi. Ok, chúng ta những ai mà mới vô câu stream á thì team một mình chỉ auto nhiễm hút cam nha, bởi vì mình là hot boy quần cam mà. Vãi nồi hot boy quần cam. Hot boy quần cam phải nhiễm hút cam. À, trong tủ lạnh có bánh bía quần. Ờ. Ok các bạn thấy, các bạn coi stream thì các bạn thấy sao rồi thì các bạn tặng cho mình nha, để mình lấy cái số đó mình nạp. Chết rồi, cái tiếng chết rồi. Mình đi làm từ thiện. Bữa là thống nhất rồi. Làm từ thiện. Để nó đi làm từ thiện. Ok. Cậu chưa? Ok, bây giờ. Chưa? 535 sao là mình được 5,35 đô. Mình lấy tiền đó mình đi mua mấy tờ giấy số nha. Xe mấy tờ giấy số thì chung mấy tỷ chơi. Đấy rồi, đấy nhiều đồ lắm đấy. Đây bắn, đấy. Một. Tao cũng 3 thằng Long hết rồi. 3 rồi, cũng 1. Ok, qua không anh em. Anh em có cái mũ nào không vậy? Xin cái mũ có cục. Đấy cái cúng của tôi bắn đấy, có cục. Có cục máu nào không ta? I live in Vietnam. Do you know Vietnam? Mình cốt đấy, bắn không cốt mà. Do you know Vietnam? I got supplies. Ok. Để anh qua anh lấy cái mũ. 3 tem anh nhá. Wow. Wow, nó coi nè. Shit. Đám anh à. Thôi. Ba tên bút cam đúng không? Ok đi thôi. Em mát rồi. Ok đi. Tớ ba có hết rồi. Có hết rồi. Đi. Các bạn thấy mít nhỏ không thì comment lên cho mình biết nha, để mình sửa mít lại. Nào bắn đấy. Kho. Đi có xe lên, hai mẹ bắn. Tám là bắn đi. Tám lên nhờ, nhìn chưa? Có người. Tám là bắn có. Lên, xuống đi. Đi ơi, nghe tiếng chân tiếp à? Nóng tiếp nè. Đi đem, công nhận chứ gì nè. Y nóng rồi. Không, y chưa nóng. Cái góc kìa.
Không vô hả? Không vô, không vô. Vô luôn. À, rút đây, rút lấy ạ. Bị mẹ ăn quá. Ăn ở đây hả? Trên tàu ngay. Không có thả nó. Đồ, đồ, đằng sau anh kìa. Đằng sau anh kìa. Không có thả nó. Ui, lột vũ. Đi chạy, chạy nó hết rồi. Đấy, đừng lấy lại kìa. Đấy, các bạn ơi, Mr. 3 hơi ổn, các bạn thông cảm xíu nha. Bạn chưa giờ nét, thông cảm xíu nha, hơi ổn xíu thôi. Xúc xích là cái gì anh? Đâu? Xúc xích anh có rồi, mình làm một cái. Xúc xích là giảm thanh à? Ờ, đúng rồi. Ừ. Mày sai lần đó. Đó đó. Em thấy nó giống không? Em thấy nó giống không? Xúc xích đen thui, to, dài, bự. Quay thích lắm. I got supplies. I got supplies. Ơi, Minh Long ơi, các bạn để cho mình, ủa các bạn cứ cho mình cái ID nha, xong chuẩn ra các bạn nha. Anh Quang anh kêu Quân thấy ai comment ID á thì lưu lại giùm em nha anh Quang. Đi đâu Quân? Ngủ hả? Cái xấu ít nè. Đi rùa. Nghe đi anh. Mày có rồi, anh có. Có anh mới nhường cho em, mới cho anh tốt lành đâu em. Bùng mít, bùng mít. I got supplies. Không nha, nếu mà các bạn công hiệu quả thì người ta sẽ đổi supplies. Cái đó là hộ báo công một cách chiến thuật, nhưng mà các bạn công kiểu đó mà các bạn chết đó, thì cái đó gọi là công ngu, đúng không? I got supplies. Gọi là đẩy ngu. Đẩy ngu, đẩy ngu, người ta gọi cái đó là đẩy ngu. Nhưng mà các bạn còn sống á thì người ta sẽ kêu là thiệt là thông minh. Mà các bạn chết đó, thì người ta sẽ kêu là đẩy ngu. Rồi chân đạt cái ID của bạn mình sẽ lưu lại lát nữa xong chừng sẽ gặp cái bạn nha. À, Trần Đạt ơi, Trần Đạt like and share cho tôi nha. Trần Đạt follow tôi luôn nha. Lát nữa đổ qua map tuyết bắn không kìa em. Ok, Nguyễn Minh Long, Tuấn Hải Gaming. Ok, anh em cứ comment ID đi. Chưa gì tôi đã thấy ba cái ID đó, anh em cứ comment ID đi, xong trận tôi sẽ ra các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn cho mình một like, một follow, một share nha. I got supplies. Nghe gì sao không anh? Hello. Ở đây hết người. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đang full slot nha các bạn. Hiện giờ mình đang lấy ID của các bạn để ngày mai hay ngày mốt gì đó thì mình sẽ mời các bạn vô gia chủ của mình giao lưu. Bye bye. I got supplies. Ok à, các bạn chia sẻ giúp mình nha. Rồi xong rồi. Ui sao. Tao biết cái mà. Yeah,
Đi. Rồi quá trời luôn anh ơi. Mua đúng hai hàng em bắn được một thằng xanh nữa. Đây rồi, đây rồi. Ê, trong nhà luôn. Báo luôn, thật ẩm luôn. Xe bắt cơ, mang cũng mọi xe bắt cơ của mình. Đúng rồi đó, anh em chỉ cần bấm theo dõi rồi bấm chuông cái bên đó. Tập trung trong đầu lắm người. Là được thông báo, như có thể. Lần này ha, thì lần nè. Sao chưa buồn phê, sợ tay chưa? Đúng rồi. Em buồn phê. Chơi cái map này, mình cực kỳ ghét. Tình hướng ngược lại kìa. Ok đi. Chơi map này mình cực kỳ ghét, map sương mù. Nói chung là tầm trưa, buổi trưa. Ngày mai tầm buổi trưa nha, mỗi lần mình stream là 4 tiếng nha anh em tranh thủ nha. Quả thính kìa. Quá thì mấy ông có thể nào ơi bắn mấy ông có thể làm ninja một cách hợp lý. Rồi trường ơi, nó rồi, bò vô đúng mọi người anh em đâu á, núi à? Hương ghét chơi hương chụp 95 rồi băng nóc trường à. Hương đâu ngoài bò, tụi tao ở ngoài bò. Ép gần em ơi. Xong mẹ con ơi, chạy đâu không xong. Ép gần ấy. Lôi, đang qua. Má mày không có cái giùm to. Trường bỏ trường ơi, của anh. Nó là ép bình á. Nó hướng nào xuống gần, em gần, nhìn ngó. Cứu bé, okay. Thì các bạn ơi, chửi mình bắn gà thì các bạn cho mình một cái follow nha. Thì các bạn chửi mình cái gì? Vậy luôn á hả? Đúng rồi, thì nó chơi bắn gà. Lầy đấy. Thì giờ nó follow đi thì nó chửi gì cũng được. Cái 6 quá trời. Mình bắn cái này cớp thì xong rồi. Nét rồi. Bọn này không có máu à? Nó kêu tính gần nhỉ, hợp lý đó, nhưng mà đào 35 em. Có nha, mình stream hàng ngày luôn nha các bạn. Ngày nào mình stream hết á.
bo này còn ngon mình mấy người. Riêng ngày hôm nay là mình gym cực mạnh luôn các bạn. Chút xích nè. Nguyên cái ngày hôm nay là mình gym tầm 3 đợt rồi đó, 3k đó. Tính hướng 10 gì vậy? Có cái hành động hả? Anh có cái bảng điều khiển rồi mà. Ê, bằng nhau nghe thính luôn kìa. Cần thính. Nghe hành động bên dưới kìa. Biết mà. Đúng bố. Đấy, đại sản. Ừ. Ừ. Có ai lốt chưa? Sẽ trở thành fan cứng hoặc là đối tượng mình chỉ bắt kìa. Bắt luôn á, đây công từ nào á. Trong khu nhà rồi. Không, hàng rào, hàng rào, hàng rào. Công qua luôn. Ơi, bên trái, bên trái, bên trái. Enemies ahead. Trời mưa rồi các bạn. Đứng ở đây ghê quá. Nằm bên em. Kêu. Má lụm vừa thôi lụm cái gì mà lụm lắm gì không biết nữa. Ờ, ơi sao lụm kìa. Hướng trên núi. Đóng mấy cái cửa lại. À, thay đắp đè hợp lý nhất nè. Hôm nay em đen quá anh à, hi hi. Ờ, hôm nay em đen quá Trường ơi. Nhưng mà em đen thì sẽ có người may mắn. Hay, đâu vậy rùa? Đây nghe. Enemies ahead. Đâu? Qua mới lại lên nè. Enemies ahead. À, ok ok ok. Không chạy lên nữa. Không mới chạy lên luôn. Họ thấy nè làm cỏ nè. Ôi cái hàng cỏ luôn. Ồ má hai anh đi làm cỏ các bạn. Chết rồi. Chết chưa trên đội đúng không? Không chưa. Hai này là hàng khác trên đội còn em ơi. Đi chung nguyên ơi. Lúa cam. Đây đây. Lúa cam. Lúa cam. Ôi. Trời trên núi anh ơi.
Má gì vậy ta? Cái tủ clear rồi chứ. Ồ nghe xét luôn, nằm có chạy vào nhà anh. Chưa chạy vào nhà, chưa chạy vào nhà, nằm sau lưng nhà. Má, nằm cỏ anh ơi. Chơi máy móc này nằm cỏ nhiều quá. Chạy tiếp kìa, chạy tiếp kìa. Phải. Má nó nằm cỏ ngay hàng rào nè. Clear. Chưa, còn một hàng nữa. Còn một thằng bô đô cỏ, một thằng bô đô cỏ giết anh, giết bô đô cỏ thấy á. Hàng rào này nè. Đúng rồi. Mẹ nằm hàng rào 145 này nè. Anh vẫn đang nhìn nó đây. Con mì. Có không ngu đấy đâu. Khi nào bạn và tôi xin khẩu thắng thì đúng rồi đó. Khi nào lúc mà mình stream á là mình đang trong game á thì các bạn chỉ cần on thấy dạ, thấy cái lỗ hở đây không? Là mình vô là mình sẽ mở. Đó, thấy cái lỗ hở nó đang nhìn nè. 150 á cái lỗ đó đó. Nhưng mà đối với những ai okay. mà đã like, đã share thì mình sẽ ưu là mình sẽ ưu tiên nha, chứ phải là auto, mình sẽ ưu tiên. Mình sẽ ưu tiên những ai mà đã like, đã share, đã follow kênh nha. Thấy cái chỗ đó không? Thấy em thấy rồi. Em sợ nó bỏ đi sao? Em đi. Phải đi. Đi đâu á? Tao xong rồi, khoảng tầm 2 phút. Tao không ngủ được, ngủ nằm đây mà chán đi luôn. Thiệt luôn á. Thiệt, chơi map này á, cái chế độ TB á, nó nằm kinh khủng. Tôi á, hay chơi PUBG. Nằm nhiều lắm. Tôi hay chơi PUBG PC, tôi chơi cái chế độ FB á, tụi nó không dám nằm luôn. Ít nằm lắm. Dù con đối lắm đi, dù con ạ. Đối đất đốt ạ. Dạ. Vâng, ok, tí em bỏ ra em vào tâm rồi. Thằng đồ cỏ đó hả ta? Nó ở ngay cái hướng anh nhìn hồi nãy nè. Nói chung là nó ở sau lưng cái nhà em chết á. Nó ở sau lưng cái nhà em chết á. Giờ chắc là nó ở hàng rào rồi. Có một thằng ở trên hướng có một thằng hướng trên 330 ấy, với thằng kia nó cam ở trên đấy thôi. Welcome back to my channel. Chuẩn mẹ. Ê, chú con này ngay sát thằng rào kìa. Ngay sát thằng rào vừa lấy đấy. Không, ở ngay đầu vừa này. Đấy. Ngay đầu đằng này. Đằng này, bên đằng này, đấy. Bên đồ của vừa ngon lòng đấy. Rồi chứ. Và thấy thò đầu ra đấy. Mình thì không có cẩn thận chưa hết nhở? Lâu lắm rồi mới chơi đêm lại. Đó, đứng chân bên trái anh ạ. Bên trái bên trái. Dạ. Biết không ạ? Máy lại á. Giết anh Nguyên này. Ừ đúng rồi nó đó. Với lại mình bắn đêm á nó hao. Chung là đầu óc nó không được minh mẫn. Giờ buổi trưa. Vô đây. Sáng rồi. Vô đâu anh? Đây nhà này trong bo này, sang đây đi anh. Sang bên dưới quân trong bo anh. Bạn nhìn mặt mình nè. Nhìn mặt này chứ tôi cứ không sao. Chúng ta là có hai thanh niên tay to gánh top 1. Chỉ còn 3 thôi. Trên anh ơi. Trên nhà nào nó đã bom rồi. Nhìn thấy dù con rồi, nhìn thấy dù con. Em đi lấy khẩu súng trắng cho tao. Gì sư phụ. Khó, này đúng sáng của mày đây. Đúng sáng của mày đây. Rát. Đi ra cửa rồi con ạ, đi ra cửa, móc rồi. Ra cửa thấy anh
Ủa ngắm luôn, ngắm người thấy tao. Một người đứng trong phòng đi. Chia ra, chia ra, chia ra. Chia chứ đâu cơ. Trời, góc nó đẹp quá. Thôi, chị mình nghĩ lại là top 2 các bạn ạ. Đúng quá 2 người ấy đi. Lại là top 2. Thằng rồi. Bắn, bắn nó kìa, bắn nó kìa. Bắn nó kìa, bắn nó kìa. Bắn nó kìa, bắn nó kìa. Một tên bang hay kìa. Nó xong rồi. Ô cái ba thằng này. Ba ba ba. Chạy. Mày đừng có đi mất đi được kìa. Hết xong rồi đừng đi đấy. Tụi bóng đâu, ném hết rồi. Bỏ tay. Cái tấm 2. Đâu có súng mà. Có. Nếu mà sát bắt cơ để người chơi á, Nguy lụm rất là nhiều smoke nha. Đây là một cái thói quen Nguy luôn rồi đó. Mình chơi một CBC qua qua đây là Nguyên lụm smoke. Không phải là không lụm mà là nó sao ta, những lúc cần á thì nó lại hết, nếu không cần thì nó lại còn. À. Oh, mình lên được round 1 rồi các bạn. Mình lên được round 1 rồi. Ngon trai. I completed the achievement battle Harden V. Đó, đây là một cái thành quả. Chúng ta top 2 liên tiếp. Lên răng. Vậy là hay rồi. Ừ. Cảm ơn quá. Ok, lặp lại nào. Mình chết những cái pha xàm lắm các bạn. À, mình bị bắn bởi những thằng núp cỏ. Thiệt luôn, chứ mình solo trực diện thì mình rất ít thua. Nãy giờ các bạn để ý đó, mình chết đó, toàn là bị núp cỏ bắn không à. Bắn lén. Solo 1-1 thì mình nghĩ là mình trên cơ bọn nó. Nhưng mà đây là cái chế độ TPV mà thằng nào nhanh trí là nó ăn tay to cái nào thì cũng vậy. Là phải khôn. Bắn cái chế độ này là phải khôn TPV. Còn mà FPV á, kỹ năng chiếm rất là nhiều. Nó không... Ủa sao im đen hết rồi ta? Mất mất là anh ơi. Alo. Lại một mình. Anh Nguyên lại bị mất mic rồi. Đúng súng. Nguyên bị mất mic rồi. Bên Nguyên bị mất mic rồi mọi người. Đã bị mất mic. Ok. Dù mất thì giờ nhiều bước cam thôi. Bọn mình đang cố gắng kiếm tấm bồn. Mình đang rất là cố gắng nhưng mà cái kia đứng anh này. Thằng là ngã trước cửa thiên đường đâu mà các bạn. Thì là đau lòng quá đi mà. Cứ lên tấm 2 rồi tìm anh chơi thôi. Mình cũng cố gắng mình kéo kéo tìm lên top nhưng mà bắn tối thì mình hơi bị đuối. Khá là mệt mỏi, giờ hai lưng mình nhức quá. Mình chơi game tính ra cũng được 10 giờ đó. Chơi được 10 tiếng rồi đó. Nói chung là khá là mệt. Nên đầu óc mình không có đủ mất để mà vận não các bạn. Ta có đấu trí á. Ăn được ăn, xuống chết. Vậy thôi. Ủa thì quá tao rồi. Ủa ok. Ủa thắng rồi, đi chết bé rồi. Đi chết 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 đ
được hết rồi. Có bị kén rồi. Được rồi. Bị kén rồi các bạn. Chết rồi. Mình sẽ đi tầng 3 đi cho bắt. Mình sẽ đi. Chúng ta để cái này muốn cho bắt đi. Đâu không nói. Thì xa thế. Chuyện một chiếc xa thế. Này hướng cũng chết rồi đi kìa. Ôi thế kiếm cho bắn hùng rồi hả? Thế cho bắn hùng ta mà thằng này nó không bắn hùng ta nên nhất là nhiều em. Thì kiếm. Chú hùng cơm nha. Mẹ họ. À đi kiếm. Này kiếm nhanh nhanh nhanh. Anh bắn hùng một thằng rồi. Từ từ các bạn chạy xe lên nhá. Bắn có nè. Nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 bắn chạy xe này. Từ từ nó bắn anh. Cái gì đi, 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 cái gì. Ở trong này chú, cứu cứu cứu. Ô, mày không có thể gây ra được. Mày đi đấy. Ở nhà họ. Biết chưa? Còn ít bố thôi để cho hơn có ít sao chứ. Ba rồi, tụi tôi nè. Ba rồi. Đúng gì rồi, xuống mày nè. Ba đi cơm mày là tăng tăng cơ bộ. Ba nó lên lại nhà. Ba đi chơi bắt bắt. Ba đi chơi bắt bắt. Thằng dưới nhà chết chưa? Ba đi chơi. Ba đi không nghĩ là chúng ta không nghĩ là đi chưa hả đi là cái thằng nhá ông này mình đổ cho các bạn à ba cái lồng giết luôn. Enemies ahead. Đi nhà nó tay kìa. Nhà tắt tay kìa. Nhà tôi chân ngon. 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 Đi cứu mẹ hả? Phải lồ nó bắn kìa. Cứu mẹ. Nếu nó bắn thì đi mẹ hả? Em nhìn nhớ. Mẹ. Bởi nhiên đồ phốt vào mặt. À sao nó phố á? Qua đấy nè.
Có xe không? Bắt đầu Ê, mẹ làm gì vậy? Nhập kho, nhập kho. Ở đây, ở đây, ở đây, nghe nó thẳng không bắn. Ok, cam đã clear đó các bạn. Hai thằng 13 kill. Hai thằng mà. 13 kill của cam. Có còn bè nào lấy không? Bắt đầu. Hai thằng để qua làm nhá. Rồi đi rồi. Chạy. Đi dùng một thằng đi nữa. Cả đó cả đây. Khi nào mà? Mà thằng chạy ngoài kìa. Anh em đây nó mua đây. Yeah, biết tụi đã khi 500 luôn. Vậy đó. Ok, chắc các bạn thấy video ủa lộn, các bạn thấy stream hay á, mình bắn khát máu như thế này á, thì các bạn cho mình một like, một share, một follow nha. Đã lâu lắm rồi mình mới có lại cái cảm giác bắn như thế này, mặc dù mình đang rất là mệt, đang rất là mệt mỏi, mà bắn 94 kill tuy nhiên mình cảm thấy rất là hưng phấn các bạn ạ. Mình cảm thấy rất là hưng phấn. Ok, bây giờ các bạn đợi mình một chút xíu nha, để mình out game ngâm vô lại cho mình lấy mic. Giờ mic mình nó bị ấy rồi. Ok. Đợi nguyên xíu. Hiện tại là full slot nha anh em. Anh em thấy video hay thì cho mình một like, một share, một subscribe nha, một follow kênh nha. Đó, các bạn thấy trận, các bạn thấy mình ở đó, mình vừa mới clear hết phút cam. Nếu mà các bạn muốn thấy những cái mà trận đấu mãi nhãn giết người, kiếm người giết này nọ, kiếm top 1 thì follow kênh giúp mình nha. Đúng rồi đó, ID vô chim sớm, like, share, có slot, một follow nữa các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã coi stream của mình. Rồi, mình sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Ôi, ông không biết đâu mà, tôi biết, không có quen. Nó dưới kho rồi. Đây, chú anh luôn. Giết một thằng rồi. Thứ ba rồi. Còn thằng nữa rồi. Bơm máu ơi, máu chín bơm lên. Bơm. Nguyên có mất cho Nguyên. Đi. Ai cũng mày vào đi, để tao kêu ai thấy chưa. Alo, nghe không? Lòng mấy cũng vào đi. Nghe rồi. Bạn thấy sát chưa? Sát đó. Mình vừa mới tại sát một đống squad luôn mà. Rồi, 14 kill luôn hả em? Mà hồi nãy em lên mẹ em công nó như con. Chúng ta nên áp dụng lối đánh như vậy. Đúng rồi. Không, nãy cam nãy lúc em cam thì em thuộc hết mấy cái chỗ núp á, nên em bắn được vậy, chứ mấy chỗ kia thì núp nằm im rồi sao làm được gì anh.
Ok, các bạn coi stream thì một like một stream, một like một follow một share nha. Anh hay stream vào buổi trưa nha Hiếu. Làm game top 1 đi ngủ đi. Đúng rồi. Cố gắng làm một cái top 1 để cho nguyên với mấy anh em ở đây ngủ ngon. Cái nào anh em ơi. Nãy giờ toàn top 2, top 3, top 4, top 5. Nãy giờ toàn chạy không á. Này có hai thằng áp sát em hên là thấy kịp chứ không thôi là nó quạt vỡ đầu. Vậy hả? Ghê hả? Em chết. Đi sát vô Nguyên ơi. Đây đây đây. Không sao, mình sẽ rút kinh nghiệm, đó là những bo gần cuối cuối là mình sẽ đánh cái lối an toàn nấp nhà thôi các bạn. Không thể nào đi lộ liễu về được. Tại nằm cỏ không à. Ok. Nằm cỏ cái map này lụm lụm cái chai lửa em. Đúng rồi, tôi cũng có tình cảm. Trận này sẽ top 1 đó, Shark Walker à. Còn không mau đi kiếm top 1. Đi 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 đi. Có xe đâu nào, đi xe đi anh em. Chở cho. Xe trước mặt kìa. Ôi nưu băng, nưu băng. Họ thấy rồi, trên túi nè. Họ thấy rồi. Rồi, xe lên xe, lên xe, chở đi. Đây, 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 lên xe. Anh này chỉ bò chút xíu nha. Giờ chở anh em vô cam alpha luôn cho an toàn. Enemies ahead. Anh em đứng ở cam alpha thì anh em check tụi trên núi nha. Cam alpha có người lút rồi. Phun nước đi. Anh em kiếm chỗ góc cover đi. Giờ đứng đây nè, kia lại bọn tụi trên núi nè. Hợp lý nhất rồi. Đằng sau á, đằng sau ảnh kìa anh. Đằng sau nó ở bên trong bo mà. Mình giờ mình đứng ở ngoài rìa bo. Bây giờ mình đánh cái cách nó đánh là đánh rì bo nha. Cứ rì bo mà vô thôi. Nè hát trên núi nè, 75 nè. Mình có xác lệnh mà hay gì không? 75, 60 nè, để bình luận nè. Enemies ahead. Enemies ahead. Đó, bình nè. 60 đó. Không có cốt to á. Toàn holo. Enemies ahead. Anh em kiếm góc cover nha, kiếm góc đứng nha. Nó sao bắn kìa. Góc cây cứ nghe nè. Nghe hả? Thấy cái góc cây anh bắn không? Nó núp ngay góc cây luôn á. Được một kiếm này. Mày hiểu ảnh đó, nó bị rớt, nó bị rớt. Tội thanh niên vậy. Tảng đá. Thằng... thấy tảng đá trên ngón người rồi. Sao lầm, sao lầm. À bắn phát bay nó anh luôn. Có đang chạy xuống núi rồi, có đang chạy xuống núi rồi. Đá sẽ chạy nè. Đá cho bò hay gì ta. Hãy rồi. À, kiếm. Sao hụt ta. Má kiếm cái nón đội rồi. Quán rác quá. Trời ơi không có cốt to rồi bắn vào nó. Đây mình đang cặp cấp 4 nè. Đang bắn. Đây 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 có cấp 6 nè.
Đâu chém. Hãy lấy qua đây. Đi ra đây, đi ra đây. Ồ, góc này ghê quá. Bò đây anh, qua đây nè, qua đây, đây, đây đứng nè. Qua góc đứng nè, đừng đứng nữa đó, đứng đó bắn được á. Tại sao anh em? Ok. Chỉ cái mũ đi. Ok nè, xúc. Ờ, bung hết anh. Wow. Rác gì? Đá còn không? Này cho bo luôn. Tụi nó ở ngoài bo. Đá khó bắn quá ta. Wow. Ừ. Ê cứu nha. Này bắn đi. Đứng đâu bắn em kìa. À trên núi à, hay à, hay à, trên núi à. Bắn ta. Enemies ahead. Xuống. Nè 55 nè. Bỏ chạy nè anh em. Enemies ahead. Có đưa thêm khó chạy à. Ê gần 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 hàng, có hàng công gần, có hàng, có hàng. Anh em có hàng công gần nè. Công gần chết rồi, còn trên núi là ok ok hay chết là lâu rồi nghe. Ok lâu rồi. Ok ok anh em thấy chị ở đây à, thấy nè. 25 enemies ahead. Thứ 25 20 thứ 20 tụi nó ngoài bo. Anh em cứ đứng đây đi, anh em cứ đứng cam alpha đi, đứng lên cao quá tụi nó ở ngoài bo. Rồi top 1 anh em ơi. Vé này không top 1 nữa thôi. Ba thằng nữa thôi mọi người. Mình đang ở trong bò. Đó là trên núi à. Trên núi chết rồi. Trên núi chạy kìa. Đâu. Con ấy con kìa. Enemies ahead. À núi à. Em vừa cái lùm cây. À ok. Ai rồi. Từ núi kia. Em khói kìa. Hay còn hai thằng. Thằng cuối. Thằng cuối. Ở đây anh. Kìa nó bắn nhang kìa, nó bắn nhang kìa. Nhà trong nhà. Cái top 1 đầu tiên anh em ạ. Sau bao nhiêu năm chờ đợi. Sau bao nhiêu round, cuối cùng có một cái top 1. À 19 mạng. 19 kill anh. À hôm nay em ạ. Tờ mini to tỏa sáng quá liền. Ok à, chắc thì chắc cuộc chơi thì cũng phải có lúc tàn đúng không anh em. Thôi giờ chuẩn bị đi ngủ anh em ơi. Kiếm cái top 1 cuối cùng. Thôi nghỉ. Như vậy là quá đủ rồi. Đâu hả? Như vậy là đủ, ngủ ngon rồi. Đâu có anh. Thấy không? Anh em vỗ tay nào. Chưa đi ngủ mọi người subscribe cho anh Nguyên nhá. Ừ. Rồi ok mọi người thấy stream này hay thì cho mình một like, một share, một follow để bay của mình tiếp tục càng ngày càng phát triển càng lớn mạnh nha. Bây giờ thì
Cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và cảm ơn các bạn đã like, đã follow bài viết này. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai thì mình sẽ chuyển. Ok, see you again. Bye bye anh em ơi. Bye mọi người, bye bye anh Dương. Bye bye anh Quang. Bye bye Trường, bye bye. Bye bye. Bye tất cả mọi người, anh em ngủ ngon. Tắt chim đây, bye bye anh em. Ok. Đi ngủ hơn em. Thanks for watching. Good night guys, good night.